Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5. Đến dự về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Bang. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, vượt qua mưa bom bão đạn, từ khi mới thành lập với hơn 10 đồng chí, đến xây dựng lực lượng toàn ban tổ chức khu 5 với hơn 300 đồng chí, đã cống hiến cho sự nghiệp tổ chức xây dựng đảng của đảng bộ khu 5. Nhờ đó đã góp phần to lớn để lãnh đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân khu 5 đi đến giải phóng hoàn toàn khu 5, làm tiền đề vững chắc cho thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong suốt 15 năm cống hiến, toàn bộ lực lượng làm công tác tổ chức xây dựng đảng của các tỉnh khu 5 có 149 liệt sĩ, 150 đồng chí thương bệnh binh. Ban tổ chức khu ủy đã được đảng, nhà nước khen tặng một huân chương sao vàng, 4 huân chương Hồ Chí Minh, hàng chục huân chương độc lập các hạng, hàng trăm huân chương giải phóng quyết thắng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu, ngày 1 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng cho Ban tổ chức khu ủy khu 5 danh hiệu cao quý, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là niềm vinh dự cho các thế hệ cán bộ, đảng viên Ban tổ chức khu ủy khu 5, cũng như những người đã và đang làm công tác xây dựng đảng trên cả nước.